Hello, xin chào tất cả anh em YouTube nha. Hôm nay mình làm một cái video ngắn, nó không có liên quan gì tới thực phẩm bổ sung nha anh em. Thì nó có một cái điều như vậy mình muốn chia sẻ với anh em. Thì cái này mình vừa mới đặt trên Shopee. Cái này giá là 317.000 luôn phí ship. Cái này nó bằng nhôm mà nó nhúng carbon anh em. Thì cái này là để mình thay cho cái tay dắt xe của mình anh em. Là cái này nè. Nó là hai cái đỏ hai bên anh em. Mình sẽ thay vô hai cái đó để mục đích là để nới rộng cái khoảng cách ngồi phía sau cho người ngồi sau nè, cho nó có cái này cho nó ngồi cho nó đỡ bị đau đít. Nhưng mà mình đặt hàng trên Shopee nó có một cái điều như vậy nè anh em. Thì nãy shipper giao cho mình thì mình hỏi có cho xem hàng hay không, thì shipper bảo là đặt hàng trên Shopee thì không có cho xem hàng. Đó là cái điều mình thấy nó hơi bị vô lý một tí, không biết anh em nào đặt hàng trên Shopee mà gặp không. Thì nói chung là để mình muốn xem hàng là tại vì mình muốn coi cái hàng nó có bị lỗi hay không. Như cái này nó nhúng carbon nè. Nhúng carbon mà nó không có được liền lạc, nó không được đẹp thì mình phải mở ra mình xem, mình kiểm tra, mình thấy ok mình mới nhận hàng được chứ. Giống như mình bán thực phẩm bổ sung cũng vậy. Thì không biết anh em nào mà đặt hàng cho đặt thực phẩm bổ sung mà mua trên Shopee hay Lazada gì này kia, không biết có bị cái tình trạng là không cho xem hàng hay không. Mà mấy cái thực phẩm mà để mà mình sử dụng mình uống mà mua mà không cho xem hàng thì nó hơi bị kẹt nha anh em. Cái điều đó rất là quan trọng nha. Như bây giờ mình nhận hàng rồi nè, mình muốn nhắn tin với cái chỗ mà bán cho mình á, mình muốn hỏi này kia, mình có không biết sao mà hỏi luôn, tại vì mình có không có cái chỗ nào để mình liên lạc. Nó có cái phần tin nhắn để chat anh em ở bên Shopee á. Nhưng mà mình nhắn tin vô trong đó thì không thấy, không mấy ngày luôn mà không thấy ai trả lời trên đó hết. Có cái số điện thoại xác nhận là mình mua hàng á, bên bán hàng gửi cho mình á. Nhưng mà bây giờ cái danh bạ điện thoại, cái nhật ký cuộc gọi đến của mình á, bây giờ nó dày đặc, nó rất là nhiều luôn mà mình cũng không biết cái nào là cái người đó gọi cho mình. Nó hơi bị phiền và bất tiện cho đó. Nói chung là mấy cái này mình đặt trên Shopee thì nó cũng không có gì là mình lo ngại. Nhưng mà những cái loại như thực phẩm bổ sung này kia mà anh em mà đặt trên Shopee thì phải lưu ý nha. Cần phải xem hàng rồi mới nhận hàng nha. Rất là quan trọng. Nhiều khi như cái này nó bằng kim loại cho nên nó không có bị móc méo này kia. Nhưng mà nếu mà anh em mà đặt thực phẩm bổ sung mà ở trên những cái trang mạng, trang bán hàng điện tử á, thì cần phải kiểm tra kỹ nha. Tại vì thực phẩm bổ sung mà, những cái dạng đóng gói nha, hộp bao bì hay là bịch này kia, nó rất là dễ bị biến dạng, cho nên là mình cần phải lưu ý cái phần này. Thì làm một cái video ngắn chia sẻ với anh em á, thì không biết anh em là có gặp cái tình trạng giống mình không? Mua hàng trên Shopee không có được kiểm tra hàng, nó cái này nhìn cũng hơi bị đẹp nha nè, carbon. Cái này nó có nhiều màu lắm, nhưng mà mình lấy carbon nó hợp với cái màu xe của mình. Tôi xin chào anh em nha. Thì hôm nay làm video ngắn nó hơi lạc chủ đề xíu thì anh em thông cảm nha. Rồi từ từ ngày mai mình sẽ làm lại cái video nói về thực phẩm bổ sung sau nha. Bye bye anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Bye bye.